Ngày hôm qua, ngày 3 tháng 4, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, công ty F-Shop thuộc Tập đoàn Công nghệ Thông tin FPT đã chính thức cắt băng khánh thành văn phòng của mình tại Skywise Campus của hãng hàng không Airbus Cộng hòa Pháp, nơi mà đang có hàng chục văn phòng của nhiều công ty đến từ các quốc gia khác nhau cùng làm việc cho những dự án có tính toàn cầu của Airbus. Việc một doanh nghiệp Việt Nam có thể trở thành đối tác tư vấn công nghệ của Skywise trên thị trường Pháp là một bước đánh dấu không chỉ thành công của FPT mà còn chứng minh được năng lực cạnh tranh toàn cầu của doanh nghiệp IT Việt Nam. Từ nay, cái tên của FPT chính thức có mặt tại khu công nghệ thông tin của hãng hàng không lớn nhất thế giới. Để có kết quả này là cả một quá trình phấn đấu và chứng minh năng lực cạnh tranh của ngành công nghệ thông tin Việt Nam. Ngày 27 tháng 3 năm 2018, FPT Software và Airbus đã ký kết thỏa thuận hợp tác để tăng cường sự phát triển của nền tảng dữ liệu hàng không mở Skywise của Airbus tại châu Á. Với hợp đồng này, FPT là đại diện Đông Nam Á đầu tiên trở thành đối tác chiến lược trong chuyển đổi số của Airbus. Cùng với FPT là 4 công ty công nghệ thông tin hàng đầu thế giới: Palantir, IBM, CGI, Capgemini. Vào thời điểm này thì FPT có thể nhìn thấy việc cần làm và rất hiểu bạn đang làm gì. Cho nên là cái việc thay đổi vị thế của chúng ta từ người nhận cái công việc cho đến người bày việc ra làm. Nếu mà ngày xưa nói rằng là sánh vai với các cường quốc hay không á, thì ở đây nó là một cái khu vực nhỏ thể hiện cái điều này. Các bạn ấy đang làm cùng với tất cả những bộ não hàng đầu thế giới về những lĩnh vực như là trí tuệ nhân tạo, về phân tích dữ liệu lớn, về điện toán đám mây để phục vụ cho ngành hàng không và thay đổi ngành hàng không của thế giới. Skywise được xem là trái tim của ngành công nghệ hàng không. Đây là một nền tảng kỹ thuật số siêu kết nối và an toàn cho phép người dùng tối ưu hóa và dự đoán mọi thứ từ kỹ thuật và bảo trì cho đến hoạt động bay. Nói cách khác, với Skywise, các nhà khai thác máy bay Airbus, trong đó có Việt Nam, sẽ có cơ hội tận dụng thông tin có từ 20.000 kỹ sư của Airbus. Các hãng hàng không sử dụng Skywise có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như ra quyết định nhanh hơn để đối phó với các sự cố bất ngờ. Airbus và FPT đã cùng hợp tác trong dự án về Skywise toàn diện và sâu rộng. Đây là một dự án của ngành hàng không cho toàn thế giới. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không chỉ đi cùng nhau trong giai đoạn đầu, mà chúng tôi nhìn thấy một tương lai dài hơi. Cho đến thời điểm hiện tại, FPT đã có gần 100 kỹ sư làm việc cho dự án này. Tại Toulouse, các kỹ sư Việt Nam sẽ là đầu mối quản lý dự án cùng các kỹ sư của 4 công ty còn lại. Dự kiến trong tương lai, số lượng kỹ sư tham gia dự án sẽ có thể tăng lên từ 200 đến 300 người. Việc FPT xuất hiện trong Skywise Campus của Airbus rõ ràng rằng sẽ mở ra một giai đoạn mới đối với tập đoàn công nghệ thông tin này, nhưng đồng thời nó cũng góp phần làm thay đổi hình ảnh của ngành công nghệ thông tin Việt Nam. Nguyễn Mỹ Linh, phóng viên của Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Cộng hòa Pháp.